Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên, vụ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có ngày đầu tuần luôn vui vẻ và thành công. Dạ hôm nay vụ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cái phôi mai chú thủy nuôi hoa công. Hôm nay mình lên cái loại lá trung với anh chị cô chú. Thì hôm nay mình có sổ rẻ ha, mỗi phôi mình có giảm giá từ 20 cho đến 30k cho một phôi. Thì vụ Hoa Kiển Nguyễn Thông có đủ mặt hàng để giao lưu anh chị cô chú, nào có loại nhánh chiếc 12k. Có cây 80, 100, 150 cho đến phôi 400-500k cũng có anh chị cô chú. Rồi bây giờ mình bước vào cái mã số ngẫu nhiên ha. Thì những cây phôi này đợt rồi mình cũng chưa giao lưu được anh chị cô chú. Hôm nay mình sổ rẻ cho anh chị cô chú. Rồi bước vào mã số 127. 127 cái cây Yachia vành to anh chị cô chú. Rất là lực cây ha. Còn tay cành thì đóng đầy đủ. Cầm 1 đây, cầm phong, cầm 3 ra, 4 về. Còn mặt rễ thì nói chung là có đầy đủ tứ diện luôn anh chị cô chú. Mã số 127 có vành là 28, chiều cao là 10 cm. Dạ phôi này giao luôn anh chị cô chú là 250k. Ở cây này mình giảm nhẹ lại 30k anh chị cô chú. Thì cái giá này mình đưa ra là mình bao ship toàn quốc luôn ha. Tiếp theo là mã số 129, 129 cây Yachia. Bộ rễ xung quanh đều có anh chị cô chú. Rồi tay cành cầm 1 tới đây. Múc cành phong mấy hôm có anh chị cô chú, 3 4 lên. Yachia. Mã số 129 có vành là 22, chiều cao là 8 cm. Dạ phôi là giao lưu anh chị cô chú là 200k. Tiếp theo là mã số 130. 130 cái cây Yachia chị cô chú. Thì những cái mặt cắt này sau này cũng không quan trọng ha. Mình nuôi cái cây này trong vòng 3 năm, 4 năm thì cái mặt cắt này trong vòng 2 năm đã liền anh chị cô chú. Rồi vô tay cành, cành 1 có, ở cành phong chị cô chú lấy mấy hông ha. Rồi cành 3 xuống, 3 xuống có một cái nút mầm nhỏ anh chị cô chú. Cành 4 lên, và mình có chừa một cái nhánh ha. Khi nào cái nút mầm có ra tược thì mình để, còn không mình chừa cái nhánh lên mình áp vô anh chị cô chú. Lùng lực. Mã số 130 có vành là 20, chiều cao là 6 cm. Dạ phôi này giao luôn anh chị cô chú là 200k. Tiếp theo là mã số 278. 278 với cây tàn thiên nhiên anh chị cô chú. Đó, tại cành có sẵn ha, cành 1, cành phong mấy hông. Rồi cái nút cành 3, 4 về. Yachia, bộ đế đều. Đó, mầm cành 3, cành 4 mình lấy mấy đây cũng được anh chị cô chú. Nó có hai bên ha. Mã số 278 có vành là 26, chiều cao là 10 cm. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tay cành đầy đủ. Yachia. Tiếp theo là mã số 280. 280 cây cũng tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Yachia, bộ đế thì đều. Nói chung là mặt nào cũng có rễ anh chị cô chú. Rồi cầm 1 lấy đây, cầm phong mấy hông, 3 xuống 4 lên. Mã số 280 có vành là 24, chiều cao là 9 cm. Dạ phôi này vô luôn anh chị cô chú là 230k. Tiếp theo là mã số 285. 285 cây bại anh chị cô chú. Thì cây này có hơi nhiều vết cắt ha. Cầm 1 đây, cầm phong, cầm 3 xuống 4 lên. Mã số 285 có vành là 18. Mình lôi gọn đây 18 chị cô chú. Chiều cao là 10 cm. Dạ phôi là giao lưu anh chị cô chú chỉ là 180k. Tiếp theo là mã số 290.
290 cái cây giá trị A hoành to anh chị cô chú. Đó, về cái mặt cắt này mình nuôi trong vòng mà 2 năm hơn nó sẽ liền sẹo anh chị cô chú. Rồi tại cành cành 1 đóng đây anh chị cô chú, rồi cành phong. Rồi 3 4 về anh chị cô chú cắt giật lại bớt ha, 3 4 có sẵn nè. Còn cái này mình cứ để nuôi thả anh chị cô chú cho cái này nó mập ra. Bộ đế thì đều. Cây này to anh chị cô chú, giá trị A luôn ha, đế đều. Mã số 290 có hoành là 28, chiều cao là 10. Và cây này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 292. 292 cái bộ đế sổ đều anh chị cô chú. Rồi lên tay cành, cầm 1, cầm phong mấy hông, rồi cầm 3 xuống, 4 lên. Tay cành đầy đủ. Dách lực anh chị cô chú, đế đều. Mã số 292 có vành là 26, chiều cao là 10. Và phô đề giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 295. 295 cây tay cành đầy đủ anh chị cô chú, dách CA bộ đế thì đều ha. Đó, nó sổ đều xung quanh hết luôn nè. Rồi tay cành cầm 1 tới đây, cành phong phía sau. Ở phía sau có cành phong anh chị cô chú. Rồi cành 3 4 5 nuôi tiếp. Mã số 295 có vành là 22, chiều cao là 10 và phôi này giao lưu anh chị cô chú là 230k. Tay cành đầy đủ, cây đẹp anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 312. 312 cây đế sổ đều anh chị cô chú. Tay cành thì đầy đủ ha. Rồi cầm 1, cầm phong mấy hông. Rồi cầm 3, 4 lên. Mã số 312 có vành là 26, chiều cao là 10 cm. Dạ phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 395. 395 cây giá trị A, đế đều đẹp lắm anh chị cô chú. Những cái vết cắt cũng nhỏ ha. Rồi ta cành cầm 1 tới đây, cầm phong mấy hông. Rồi 3, 4 lên. Cái này anh chị cô chú về nuôi tiếp ha, cho nó mập lên anh chị cô chú. Đó, bây giờ nó mới có bằng 3, 10 với cái khúc này ha. Để lên tới 6 hoặc 7, 10 mình hãy cắt bớt đây anh chị cô chú. Đế đều, Yaxia. Mã số 395 có vành 23, chiều cao là 13. Dạ phôi là giao lưu anh chị cô chú là 230k. Tiếp theo là mã số 480. 480 cái cây dách CA tiếp anh chị cô chú. Bộ đế thì ra đều ha. Tay cành thì đầy đủ. Rồi cầm 1 đây, cầm phong mấy hông. Rồi 3, 4 lên. Mã số 480 có vành là 24, chiều cao là 12. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Tiếp theo là mã số 482. 482 cây giá trị A anh chị cô chú, bộ đế sổ đều. Vô cây bài anh chị cô chú, cầm 1 tới đây ha. Nút mầm cầm phong anh chị cô chú lấy trên đây nè, hai bên đều có. Rồi cầm 3 xuống, 4 lên. Cái này về anh chị cô chú đục thấp xuống một tí ha, để sau này cho nó liền, nó sẽ bằng, nó đẹp anh chị cô chú. Đó, đồ hủng đây nè. Mình tối mình làm mình cũng quên đục cái này anh chị cô chú. Mã số 482 có vành là 26, chiều cao là 9 cm. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Rồi. Thì hôm nay mình lên giao lưu anh chị cô chú gồm có 13 phôi ha. Mà những cái phôi này phôi mini lùng lực anh chị cô chú.
Thì mã số 482 là mã số clip hôm nay dựa qua kiển Nguyễn Thông giao lưu với anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656 cũng là số Zalo Nguyễn Thông. Rồi clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có ngày đầu tuần luôn vui vẻ và thành công.